tại trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, không khí khai giảng trở nên đặc biệt hơn bởi màn vỗ tay chào đón 504 em tân học sinh lớp 10. Tại đây, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, dự và chúc mừng thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Dự tại lễ khai giảng còn có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Công ty May Việt Pan Pacific và một số cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện. Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc đón 504 em học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh trong toàn trường lên gần 1.342 học sinh trên 33 lớp. Trong năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Đối với học sinh, có 86,78% xếp loại học lực khá, tốt, 100% giáo viên đạt danh hiệu lao động giỏi và hoàn thành nhiệm vụ. Có 11 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 8 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cũng trong năm học vừa qua, nhà trường tham gia thi cấp tỉnh các môn văn hóa đạt 8 giải, tham gia thi thể dục quốc phòng đạt 10 giải, kết quả thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia 90,89%. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đậu đại học cao đẳng là 42%, tăng 0,6% so với năm học trước. Tại buổi lễ khai giảng này, tập thể ban giám hiệu, cán bộ giáo viên và các em học sinh trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Tiến Dũng đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Đồng thời được chứng kiến đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh hồi trống khai giảng, báo hiệu một năm học mới đã đến với nhiều niềm tin và khí thế thi đua mới. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, trường cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, các quy định, quyết định của ngành giáo dục, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng cường kỷ cương nề nếp trong nhà trường, thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. Qua bài phát biểu này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cũng chia sẻ với ngành giáo dục huyện nhà nói chung và các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc nói riêng về những khó khăn vất vả trong ngành. Tuy nhiên, đồng chí mong muốn, với niềm tự hào là những người công tác trong lĩnh vực cao quý, các thầy cô sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chồng người mà Đảng và Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao cho. Nhân dịp khai giảng năm học mới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao lãng hoa tươi thắm, chúc mừng thầy trò trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Cũng nhân dịp này, đại diện Công ty May Việt Pan Pacific, ông Lee Chun Be, giám đốc nhà máy đã trao quà cho nhà trường trong không khí tưng bừng của ngày hội tựu trường.